Hoàng Anh xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin tối thứ ba ngày 25 tháng 6. Thưa quý vị, Canada kêu gọi người dân hãy rời khỏi Lebanon khi họ có thể do tình hình bạo lực leo thang. Bộ trưởng Ngoại giao Canada bà Melanie Joly đã kêu gọi người dân Canada đang ở Lebanon hãy nên rời khỏi đất nước này ngay khi có thể do tình hình an ninh ngày càng căng thẳng. Trong một báo cáo hôm nay, bà Joly cảnh báo về nguy cơ bạo lực leo thang giữa Hezbollah và Israel có thể làm gia tăng nguy cơ an ninh mà không có cảnh báo trước. Bà Joly nói rằng hiện tại không phải là thời điểm để đi du lịch đến Lebanon và những người Canada hiện ở đó nên sắp xếp rời đi ngay lập tức, trong khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Bà cảnh báo rằng nếu xung đột vũ trang leo thang, có thể ảnh hưởng đến khả năng di tản của những người dân và dịch vụ lãnh sự của Canada tại đây. Hiện tại, Canada không cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi hành hoặc di tản cho công dân Canada tại Lebanon, và các dịch vụ này không được bảo đảm. Bà Julie khuyên người dân Canada ở Lebanon nên thường xuyên theo dõi các khuyến cáo du lịch từ chính phủ liên bang và đăng ký với dịch vụ dành cho công dân Canada ở nước ngoài để nhận thông tin cập nhật quan trọng. Các công dân Canada nên bảo đảm rằng giấy tờ đi lại của họ và của gia đình luôn được cập nhật và an toàn, bà Joly nhấn mạnh. Chính phủ khuyến cáo các công dân Canada mà cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp hãy nên liên lạc với Đại sứ quán Canada tại Lebanon qua số điện thoại 961-4726-700 hoặc Trung tâm Theo dõi và Ứng phó Khẩn cấp của Bộ Ngoại giao Canada tại Ottawa. Thủ tướng Trudeau thừa nhận sự thất vọng của người dân Canada sau thất bại gây sốc trong cuộc bầu cử đặc biệt ở Toronto. Thủ tướng Justin Trudeau đã thừa nhận những mối lo ngại và thất vọng của người dân Canada sau thất bại đáng kinh ngạc trong cuộc bầu cử bổ sung ở khu vực Toronto St. Paul's vào thứ Hai hôm qua. Điều này đã dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của Thủ tướng Trudeau với tư cách là nhà lãnh đạo đảng tự do. Trong một cú sốc lớn, ứng cử viên đảng bảo thủ, ông Don Stewart, đã giành được thành trì mà từ lâu đời là của đảng tự do ở khu vực Toronto St. Paul's, một kết quả được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về sự lãnh đạo của Thủ tướng Trudeau. Đây rõ ràng không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn, nhưng tôi muốn nói rõ rằng tôi hiểu được những lo lắng và thất vọng của các bạn, Thủ tướng Trudeau nói trong một tuyên bố truyền thông, tránh các câu hỏi từ các phóng viên. Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhóm đảng tự do đang làm việc chăm chỉ hơn để mang lại những tiến bộ rõ rệt. Thất bại ở Toronto St. Paul's, một khu vực mà đảng tự do đã nắm giữ một cách thoải mái từ những năm 1980, đã tăng cường sự giám sát về khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Trudeau. Eric Grenier, một nhà phân tích thăm dò ý kiến, lưu ý rằng thất bại bất ngờ này mang tính biểu tượng cho đảng tự do, gợi ý rằng nhiều nghị sĩ giờ đây có thể lo sợ cho cơ hội tái đắc cử của họ. Các chuyên gia chính trị thì cho rằng sự mất mát này có thể có tác động nghiêm trọng đối với đảng tự do trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến vào tháng 10 năm 2025. Khu vực Toronto St. Paul's, nơi đây đã trở thành thành trì của đảng tự do kể từ năm 1993 và vẫn giữ như vậy ngay cả trong thời điểm đầy thử thách đối với đảng này. Đằng sau hậu trường, một số nghị sĩ đảng tự do đã bắt đầu thảo luận về sự cần thiết phải thay đổi lãnh đạo. Mặc dù công khai, những nhân vật như Phó Thủ tướng Chrystia Freeland đã lên tiếng ủng hộ Thủ tướng Trudeau. Tuy nhiên, số phiếu ủng hộ trong cuộc thăm dò kém của đảng và tỷ lệ tán thành thấp của Thủ tướng Trudeau đang gây ra sự bất mãn trong nội bộ. Ăn mừng chiến thắng của đảng bảo thủ, lãnh đạo Paul Poilievre đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, trong khi lãnh đạo NDP Jagmeet Singh nhấn mạnh sự thất vọng lan rộng đối với đảng tự do, ám chỉ khả năng xảy ra những thay đổi chính trị quan trọng ở phía trước. Lạm phát thực phẩm tăng cao lần đầu tiên sau gần một năm. Giá thực phẩm tiếp tục gia tăng và đang gây ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách hộ gia đình Canada. Theo Cơ quan Thống kê Canada, lạm phát thực phẩm đã tăng lên 1,5% vào tháng 5, cao hơn so với tháng trước đó khi chỉ tăng 1,4%. Đây là lần đầu tiên trong gần một năm mà giá thực phẩm tăng mạnh như vậy. Từ tháng 5 2020 đến nay, giá thực phẩm đã tăng tổng cộng 22,5%, theo dữ liệu của cơ quan này. Nhà phân tích Irene Nato từ RBC Capital Markets lưu ý rằng, sự gia tăng này đang tạo áp lực lớn lên ngân sách của người tiêu dùng, khiến họ phải tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm như là săn hàng giảm giá và tận dụng các chương trình khuyến mãi.
Cuộc khảo sát của Lightspeed Commerce Inc. cũng cho thấy rằng giá thực phẩm tăng cao hơn đang ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của người dân Canada. Mặc dù nhiều người vẫn muốn tiếp tục ra ngoài ăn tối, nhưng họ đang cân nhắc các lựa chọn tiết kiệm chi phí như sử dụng phiếu giảm giá và chọn các bữa ăn giá trị hơn. Kelly Higginson từ nhóm ngành Restaurants Canada cho biết, các nhà hàng đang phải đối mặt với sự kết hợp của chi phí vận hành gia tăng và chi tiêu thì yếu hơn của khách hàng. Điều này đang khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc tăng giá và sử dụng các chiến lược giảm giá để duy trì khách hàng. Tỷ lệ lạm phát hàng năm bất ngờ gia tăng vào tháng 5 gây ra sự không chắc chắn về quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada vào tháng 7. Cơ quan Thống kê Canada báo cáo vào thứ Ba hôm nay rằng, tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng lên 2,9% trong tháng 5 so với 2,7% vào tháng 4. Lạm phát tăng cao sau khi Ngân hàng Canada giảm lãi suất chuẩn 1/4 điểm phần trăm, tức là 0,25% vào đầu tháng này, xuống còn 4,75%. Ngân hàng đã đặt mục tiêu là đưa lạm phát trở về mức 2%. Ông James Orlando, chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng TD Bank, gọi báo cáo lạm phát này là một sự thất vọng, vì cả lạm phát cốt lõi và lạm phát chung đều gia tăng cao hơn. Quyết định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Canada dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7, khi ngân hàng cũng công bố triển vọng kinh tế mới nhất trong báo cáo chính sách tiền tệ. Sau báo cáo lạm phát thì thị trường tài chính cho rằng khả năng ngân hàng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 là thấp hơn. Olivia Cross là nhà kinh tế học Bắc Mỹ tại Capital Economics lưu ý rằng một số yếu tố tăng lạm phát có thể là tạm thời. Do sẽ có một báo cáo lạm phát khác trước cuộc họp cuối tháng 7, bà vẫn cho rằng ngân hàng sẽ cắt giảm thêm vào tháng tới. Ngoài số liệu lạm phát của tháng 6, Thống kê Canada sẽ công bố số liệu GDP tháng 4 và khảo sát lực lượng lao động tháng 6. Ngân hàng Canada cũng sẽ công bố khảo sát triển vọng kinh doanh và kỳ vọng của người tiêu dùng vào ngày 15 tháng 7. Ông Don Desjardins, nhà kinh tế trưởng tại Deloitte Canada cho biết, Ngân hàng Trung ương sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu sắp tới này. Ngân hàng Canada đã thừa nhận rằng mọi thứ sẽ gập ghềnh và khó khăn. Ông nói, nhưng liệu có đủ để từ bỏ việc cắt giảm lãi suất hoàn toàn hay không, tôi không nghĩ vậy. Theo nhà kinh tế trưởng tại Deloitte Canada, tóm tắt các cuộc thảo luận của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Canada cho thấy, ngân hàng đã cân nhắc việc chờ đến tháng 7 để hạ lãi suất, nhưng đã quyết định cắt giảm sớm hơn vào tháng 6. Mặc dù họ nhận ra rủi ro rằng tiến trình có thể bị đình trệ, có sự đồng thuận rằng, với 4 tháng liên tiếp lạm phát cơ bản đã giảm, đã có đủ tiến triển để cắt giảm lãi suất lần đầu tiên, theo bản tóm tắt này cho biết. Thống kê Canada cho biết vào thứ Ba hôm nay rằng, mức tăng lạm phát tháng 5 là do giá dịch vụ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá hàng hóa thì tăng 1%, chi phí lãi suất thế chấp tăng 23,3%, giá thuê nhà thì tăng 8,9%, giá tour du lịch tăng 6,9% và giá vận chuyển hàng không tăng 4,5%. Giá xăng tăng 5,6% và giá hàng tạp hóa thì tăng 1,5%. Người tiêu dùng hiện phải trả nhiều hơn 22,5% cho hàng tạp hóa so với tháng 5 của 2020. Các chuyên gia trong ngành kêu gọi là hãy thận trọng sau khi các cuộc tấn công mạng ảnh hưởng đến hàng ngàn đại lý xe hơi. Các chuyên gia trong ngành đang cảnh báo các doanh nghiệp tại Canada nên kiểm tra và bảo vệ các lỗ hổng an ninh mạng sau khi công ty phần mềm CDK là một nhà cung cấp dịch vụ quản lý bán hàng và dịch vụ bị tấn công mạng nặng nề vào tuần trước. Công ty đã đóng cửa dịch vụ như một biện pháp phòng ngừa, buộc hàng ngàn đại lý xe hơi phải sử dụng giải pháp thay thế, thực hiện mọi giao dịch bằng cách thủ công. Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội Đại lý xe hơi Canada, Tim Roos, nhấn mạnh về sự quan trọng của hệ thống kỹ thuật số trong hoạt động của các đại lý, từ việc ghi lại các giao dịch cho đến quản lý lịch hẹn, dịch vụ và bán phụ tùng. Ông cũng chia sẻ về những thách thức mà các đại lý đang phải đối mặt và khuyến khích người tiêu dùng hãy kiên nhẫn trong thời điểm khó khăn này. Với sự gia tăng đáng kể về các cuộc tấn công mạng, các chuyên gia an ninh mạng nhấn mạnh rằng an ninh mạng không phải là một vấn đề chỉ cần đầu tư một lần. Họ khuyên các tổ chức nên có các chiến lược và quy trình bảo đảm tính liên tục của hoạt động kinh doanh và khả năng phục hồi nhanh chóng sau khi bị tấn công. Theo CDK thì công ty này đã hợp tác với hàng ngàn đại lý bán lẻ và triển khai các chiến lược 3 cấp về an ninh mạng để ngăn chặn, bảo vệ và ứng phó với các mối đe dọa mạng. Theo một nghiên cứu mới của CIBC cho biết, ngày càng có nhiều người Canada nhận được sự hỗ trợ từ gia đình mới có thể mua được ngôi nhà đầu tiên và số tiền này đã tăng đáng kể so với vài năm trước. Theo báo cáo, việc nhận sự chuyển giao tài sản từ cha mẹ để mua nhà đã trở thành xu hướng chính ở Canada. Dữ liệu cho thấy, 31% người mua nhà lần đầu
đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình vào năm 2024, so với chỉ 20% vào năm 2015. Trung bình số tiền họ nhận được đã tăng lên 115.000 đô la, tăng 73% so với năm 2019. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, với việc giá nhà tăng cao trong thời kỳ đại dịch, không ngạc nhiên khi số tiền hỗ trợ tăng mạnh. Mặc dù giá nhà đã giảm, sự gia tăng này có thể được giải thích bởi việc cha mẹ bán nhà với giá cao và tiền quà tặng tăng lên. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng những người mua nhà lớn hơn cũng được hưởng lợi từ quà tặng gia đình. Dù chỉ có 12% nhận được hỗ trợ, nhưng số tiền trung bình lên đến khoảng 167.000 đô la. Ở tỉnh bang Ontario và British Columbia, người mua nhà lần đầu phụ thuộc nhiều hơn vào sự hỗ trợ từ gia đình, với 36% người mua nhà ở cả hai tỉnh nhận được quà tặng. Trung bình người mua nhà ở tỉnh BC nhận được 204.000 đô la, trong khi ở Ontario là 128.000 đô la. Điều này phản ánh là sự chênh lệch giá nhà cao hơn ở bờ biển phía Tây. Báo cáo này kết luận rằng xu hướng này giúp giảm tác động của lạm phát nhà ở đối với người mua, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở Canada. Thành phố Edmonton khởi động lại chương trình hoàn thiện năng lượng mặt trời cho các bất động sản nhiều căn hộ. Thành phố Edmonton của Alberta sẽ mở lại chương trình hoàn tiền cho các tấm pin mặt trời dành cho chủ sở hữu các bất động sản nhiều căn hộ, tức là multi-unit buildings. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7, thành phố sẽ chấp nhận đơn xin lắp đặt tấm pin mặt trời, tức là solar panel, trên mái nhà cho các tòa nhà có 4 căn hộ trở lên, bao gồm nhà phố, nhà chung cư mới và hiện có. Những người nộp đơn thành công có thể nhận được 0,50 đô la cho mỗi watt điện mặt trời được lắp đặt, lên đến 4.000 đô la cho mỗi căn hộ. Tổng cộng 1,3 triệu đô la sẽ có sẵn cho đến ngày 16 tháng 12. Các đơn đăng ký sẽ được chấp thuận theo nguyên tắc ai đến trước được trước. Cựu thủ hiến tỉnh bang BC, ông John Hogan đã bị tái phát bệnh ung thư. Cựu thủ hiến British Columbia và hiện tại là đại sứ Canada tại Đức, ông John Hogan đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lần thứ 3. Trong một tuyên bố, ông Hogan cho biết ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp sau một cuộc hẹn khám định kỳ tại Berlin. Hiện ông đang nghỉ phép để điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Ông Hogan cho biết chẩn đoán mới nhất không liên quan đến ung thư vòm họng mà ông đã vượt qua khi còn làm thủ hiến và gọi tình trạng hiện tại là phức tạp. Đây là lần thứ 3 tôi mắc bệnh ung thư, nhưng tôi vẫn tin rằng mình sẽ sống lâu và khỏe mạnh trở lại, ông nói. Bộ trưởng Y tế tỉnh BC, ông Adrian Dix, chia sẻ suy nghĩ và lời cầu nguyện cho ông Hogan, người mà ông coi là bạn thân từ năm 1987. John là một người bạn tốt và một người British Columbia tuyệt vời đã phục vụ tỉnh này rất tốt. Bộ trưởng Y tế Dix nói, chúng tôi biết những cuộc chiến mà ông ấy đã trải qua với căn bệnh ung thư và chúng tôi biết rằng ông ấy sẽ lại chiến đấu với căn bệnh đó một lần nữa. Ông Hogan đã trải qua 35 đợt xạ trị ung thư vòm họng vào năm 2021. Khi còn là thủ hiến. Trước đó thì ông đã sống sót sau ung thư bàng quang khi ở độ tuổi 40. Tin tức vào hôm thứ Ba nhận được sự ủng hộ từ khắp các tầng lớp chính trị ở tỉnh BC. Lãnh đạo phe đối lập ông Kevin Falcon thì chúc ông Hogan hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn, và đảng bảo thủ của tỉnh BC cũng gửi lời chúc tương tự trên mạng xã hội. Thủ hiến tỉnh BC hiện tại, ông David Epi, mô tả ông Hogan là một chiến binh và viết rằng tất cả người dân British Columbia đang cổ vũ cho ông ấy hồi phục nhanh chóng. Ông Hogan đã lãnh đạo đảng Dân Chủ mới của tỉnh BC lên nắm quyền lần đầu tiên sau 16 năm khi trở thành thủ hiến sau cuộc bầu cử năm 2017. Với sự ủng hộ của đảng Xanh của tỉnh BC, ông tiếp tục dẫn dắt đảng này đến với chính phủ đa số trong cuộc bầu cử bất thường vào tháng 10 năm 2020. Sau khi điều trị ung thư, ông Hogan trở lại làm việc nhưng sớm từ chức vào năm 2022, nói rằng sức khỏe của ông đang giảm sút. Thủ tướng Trudeau đã bổ nhiệm ông làm đại sứ Canada tại Đức vào tháng 11 năm ngoái. Một số cư dân của thành phố Quebec được yêu cầu hạn chế tiêu thụ nước sau khi đường ống nước chính đã bị vỡ. Quebec City đưa ra khuyến cáo giảm lượng nước tiêu thụ vào các ngày thứ Tư và thứ Năm đối với cư dân trong một số khu vực trong khi các đội cứu hộ đang sửa chữa đường ống nước bị hỏng. Các công việc sửa chữa gần phố Samarol, quận La Rivière, diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến 5 tháng 7. Trong hai ngày đầu, người dân khu vực này được khuyên là không sử dụng máy giặt, máy rửa chén và nên tích trữ nước để giảm nguy cơ hạt bám vào hệ thống nước. Thành phố Quebec đã áp đặt lệnh cấm sử dụng nước để vệ sinh, tưới cây và đổ nước vào hồ bơi từ thứ Tư, ngày 26 tháng 6, 7 giờ sáng để bảo vệ chất lượng nước uống và tránh tình trạng nước đục. Các hạn chế này áp dụng tại các khu vực La Cite, Le Molu, Le Rivière, La Hutte, Saint-Charles
và Ville de l'Ancien-Laure ảnh hưởng đến khoảng 35% cư dân thành phố. Các cư dân vi phạm như là rửa xe, đổ nước vào hồ bơi sẽ nhận được cảnh báo và có thể bị phạt từ $1,000. Thành phố cũng cam kết tiến hành giám sát chặt chẽ. Công nhân thành phố cũng sẽ hạn chế sử dụng nước vệ sinh và túi nước đường phố trong thời gian làm việc. Một cậu thiếu niên 14 tuổi đã bị xe hơi tông trúng ở Montreal vào hôm thứ Hai đã tử vong vì vết thương. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 6 giờ 50 chiều gần ngã tư đường La Chapelle và Emile Nollekin ở quận Ahensic, Cartierville. Theo cảnh sát Montreal, cậu bé đang đi xe scooter điện thì đã bị xe hơi tông trúng. Cảnh sát xác nhận vào thứ Ba rằng cậu bé đã tử vong tại bệnh viện. Có 10 ngã tư nguy hiểm nhất đối với người đi xe đạp ở Montreal. Các nhà nghiên cứu từ Đại học McGill khẳng định rằng cần có cơ sở hạ tầng an toàn hơn cho xe đạp xung quanh một số ngã tư ở Montreal. Sau khi xác định có 10 điểm nguy hiểm trong một cuộc khảo sát gần đây, nhóm nghiên cứu giao thông tại McGill là nhóm Tram đã khảo sát 1.500 người đi xe đạp để xác định những ngã tư nguy hiểm nhất trong thành phố này. Theo kết quả khảo sát, đoạn phố Barrie giữa phố Ontario và phố St. Catherine gần Thư viện Quốc gia là khu vực đáng lo ngại nhất, cùng với một số địa điểm khác. Các điểm nguy hiểm được người đi xe đạp ghi nhận bao gồm thứ nhất là Ontario và Barrie, thứ hai là Park and Montreal, tiếp theo là St. Joseph East và d'Iberville, Papineau và Cramazie, De Maisonneuve và Descaries, De Maisonneuve và Barrie, Saint-Aubin và President Kennedy, Saint-Croix và Côte de Liès, ngã tư Dixon và Notre-Dame, và ngã tư de la Vérendrye và de l'Église. Các ngã tư là những khu vực dễ xảy ra va chạm nhất giữa người đi xe đạp, người đi bộ và xe hơi. Theo trợ lý nghiên cứu của Tram, cho biết, những ngã tư được nêu trong cuộc khảo sát này cần được thiết kế lại để cải thiện sự an toàn và thoải mái cho mọi người. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị, thành phố nên phân tích các khu vực có vấn đề để xác định nguyên nhân gây ra va chạm và suýt va chạm, cũng như xem xét các tuyến đường ưa thích của người đi xe đạp. Thành phố cũng nên thiết kế lại các ngã tư này để chúng an toàn hơn và thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Ottawa đang cân nhắc áp thuế đối với xe điện Trung Quốc. Liệu điều này có thể thay đổi số tiền bạn phải trả hay không? Trong tháng 7 này, chính phủ Canada sẽ tiến hành tham vấn với các bên liên quan về vấn đề cung vượt cầu xe điện Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. Các chuyên gia dự đoán có thể sẽ áp thuế cao hơn đối với các xe điện giá rẻ từ Trung Quốc để đáp ứng các đối tác kinh tế chính như Mỹ và Liên minh châu Âu. Trong khi chưa có chi tiết cụ thể về thay đổi chính sách, các chuyên gia cho biết điều này có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng, giá của các mẫu Tesla liệu có tăng cao hay không. Ông Greg Modu từ Đại học McMaster dự đoán rằng Canada có thể áp thuế vào cuối quá trình tham vấn. Ông lưu ý rằng các biện pháp bảo hộ hoặc thuế quan có thể được áp dụng khi tham vấn kết thúc. Thông báo của Canada đến sau khi cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp dụng các hạn chế riêng đối với xe điện từ Trung Quốc. Chuyên gia Eric Johnson từ BMO Capital Markets cho biết thế giới đang chuyển từ hội nhập toàn cầu của chuỗi cung ứng xe điện sang khu vực hóa hơn. Ông Johnson dự đoán rằng điều này có thể làm tăng giá tạm thời khi Canada và Mỹ xây dựng năng lực trong nước. Ông nói rằng việc này có thể dẫn đến việc chậm thích nghi với xe điện trong giai đoạn này. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Bắc Mỹ cần phải làm nhiều hơn để đuổi kịp xu hướng toàn cầu sản xuất xe điện. Một báo cáo của Scotiabank gần đây cho biết các nhà sản xuất Bắc Mỹ đang tụt hậu trong cuộc đua này, trong khi BYD của Trung Quốc thì đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới vào quý tư của năm 2023. Hiện tại, xe điện Trung Quốc duy nhất được nhập khẩu vào Canada là Tesla từ nhà máy Thượng Hải. Ông Johnson cho biết sự phổ biến của Tesla Model Y và Model 3 tại Canada đã làm tăng đáng kể thị phần xe lắp ráp từ Trung Quốc. Ông nói rằng, dù việc hoàn tiền xe điện tại Canada không bị giới hạn dựa trên nơi sản xuất, nhưng chính sách ở Mỹ có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn tại Canada. Canada đã giành chiến thắng đầu tiên tại Copa America. Đội tuyển quốc gia Nam Canada đã lập nên lịch sử khi giành chiến thắng 1-0 trước Peru tại Copa America hôm nay. Đây là chiến thắng lịch sử đầu tiên của Canada tại giải đấu này chỉ sau 2 trận ra quân. Jonathan David đã ghi bàn quyết định vào phút 74 với một cú sút từ xa chính xác nhờ vào đường kiến tạo của cầu thủ dự bị Jacob Schafferberg. Maxime Crépeau đã thi đấu xuất sắc, giữ vững lưới nhà và giúp cho Canada giữ vững thế trận sau khi Mikko Arojo nhận thẻ đỏ và rời sân và Peru phải chơi với 10 người.
Với 3 điểm sau 2 trận đầu tiên, Canada sẽ đối đầu Chile vào ngày 29 tháng 6. Kết quả của trận đấu giữa Chile và Argentina sẽ quyết định liệu Canada có thể tiến xa hơn ở giải đấu này hay không. Sinh viên không thể thi kỳ thi tuyển sinh cao đẳng y khoa MCAT ở Quebec vì dự luật 96. Ariba Ahmed luôn mơ ước trở thành bác sĩ phẫu thuật, nhưng con đường đến phòng phẫu thuật của cô đã trở nên phức tạp kể từ khi luật tiếng Pháp của Quebec có hiệu lực. Cô gái 19 tuổi này cho biết, vì dự luật 96, cô và hàng trăm bác sĩ tương lai khác trong tỉnh không còn được phép tham gia kỳ thi tuyển sinh cao đẳng y khoa MCAT tại địa phương nữa. Mặc dù các trường đại học ở Quebec không yêu cầu điểm MCAT để đăng ký vào chương trình y khoa, nhưng Ahmed hy vọng sẽ gửi đơn đăng ký đến các trường trên khắp Canada và Hoa Kỳ để tăng cơ hội nhận được thư chấp nhận. Ahmed giải thích rằng hiện tại cô phải nghỉ học để đi Ottawa, Ontario hoặc là Vermont của Hoa Kỳ để tham gia kỳ thi. Tuy nhiên cô đã thử một lần và không thành công vì tất cả các suất đều đã kín chỗ. Theo Hiệp hội các trường cao đẳng y khoa Hoa Kỳ AAMC, dự luật 96 của tỉnh Quebec đã buộc Hiệp hội AAMC phải rút tất cả các trung tâm khảo thi MCAT khỏi tỉnh bang. Ahmed cho biết việc bị buộc phải rời khỏi tỉnh để tham gia kỳ thi được tổ chức trên toàn thế giới khiến cô không muốn ở lại tỉnh bang Quebec sau khi trở thành bác sĩ. Điều này xảy ra khi Quebec đang thiếu hụt nghiêm trọng các chuyên gia y tế và nhiều công dân không có bác sĩ gia đình. Trả lời câu hỏi từ giới truyền thông, các bộ giáo dục và giáo dục đại học Quebec cho biết là họ không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về việc liệu các bài kiểm tra này có bắt buộc để được nhận vào các chương trình y khoa hay không. Cho biết thêm rằng vấn đề này chưa được bất kỳ trường y nào nêu ra. Ahmed hiện đang theo học ngành trị liệu tại Đại học McGill, cho biết ước mơ của cô là làm việc trong ngành ung thư hoặc là tim mạch. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada đang có giá là 0,7321 đô la Mỹ và bằng 0,6837 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.631 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ là 25.431 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.319,84 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.170 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an. Hoàng Anh kính chào tạm biệt.